quý anh chị đã đến với kênh YouTube của Toyota Tây Ninh. Em tên là Minh Hiếu, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng của Toyota Tây Ninh. Ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn quý anh chị sử dụng hệ thống điều hòa tự động trên dòng Veloz Cross. Và bây giờ anh chị hãy theo chân em nhé. Như quý anh chị cũng đã thấy, đây là hệ thống điều hòa tự động một vùng hai dàn lạnh được trang bị trên dòng xe Veloz Cross. Và sau đây em sẽ hướng dẫn chi tiết để thao tác trên cái hệ thống điều hòa này. Để bắt đầu chúng ta mở điều hòa lên thì chúng ta chỉ cần xoay cái núm này nhẹ lên đó, thì bắt đầu điều hòa đã được hoạt động. Và cái núm này cũng là núm để chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ quạt gió ở trong xe. Tiếp theo là nút AC. Nút AC này khi mà nó sáng đèn tức là hệ thống làm lạnh trong xe đang được hoạt động. Và để điều chỉnh nhiệt độ trong xe thì chúng ta có núm vặn ở bên đây. Chúng ta có thể xoay núm để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp ở trong xe tùy theo mà mình mong muốn. Tiếp theo là gió trong gió ngoài, thì tùy theo môi trường hoặc sở thích của mình mà mình có thể điều chỉnh lấy gió trong hoặc gió ngoài. Thì hiện tại cái nút sáng đèn này đang là lấy gió trong, và mình tắt thì nó sẽ tự động lấy gió ngoài. Và đây là sấy kính trước và sấy kính sau. Nó sẽ sấy để không bị đổng xương khi mà trời mưa hoặc là trời lạnh. Và ở dưới đây chúng ta có nút điều chỉnh hướng gió. Thì điều chỉnh hướng gió này chúng ta sẽ điều chỉnh được cái hướng gió để nó thổi vào ở trong đây mũi tên nè. Nó sẽ chỉ theo từng cái vị trí. Ở đây là ví dụ như đang thổi vào mặt mình nè. Rồi, điều chỉnh hướng gió mặt và chân. Điều chỉnh ở dưới chân. Và điều chỉnh sấy kính và nó sẽ quạt ở dưới chân mình nữa. Và đây là nút auto. Thì auto này nó sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gió nè, hướng gió và lấy gió trong gió ngoài tùy theo điều kiện môi trường và nhiệt độ mà mình mong muốn. Ở đây ví dụ như là Hiếu muốn nhiệt độ trong xe mình là 24 độ đi, thì Hiếu sẽ bấm nút auto. Thì quý các anh chị sẽ thấy nó sẽ tự điều chỉnh hết để phù hợp với cái nhiệt độ mà mình điều chỉnh. Và cuối cùng thì nút off, thì chúng ta sẽ tắt hệ thống làm lạnh. Nó sẽ tắt toàn bộ. Thì như Hiếu đã nói lúc đầu thì cái dòng xe Veloz Cross này được trang bị một vùng hai dàn lạnh. Và đây chính là dàn lạnh thứ hai của xe của mình ha. Thì ở đây á, thì xe của mình nó đơn giản lắm, nó chỉ điều chỉnh cái tốc độ gió thôi. Thì nó sẽ có 3 nấc, nấc 1, nấc 2, nấc 3. Và khi chúng ta điều chỉnh á, thì ở đây gió nó sẽ được thổi từ cái cánh này. Và đây chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái hướng cánh gió để mình ngồi có thể thoải mái hơn và cảm thấy mát hơn. Rồi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip vừa rồi. Và hy vọng clip vừa rồi sẽ giúp quý anh chị có được trải nghiệm tốt hơn dòng xe của mình. Thì mọi thắc mắc anh chị hãy liên hệ em số điện thoại 0865253957, hoặc liên hệ trực tiếp đến showroom chi nhánh tại Tây Ninh. Đó chính là 50 Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh. Mọi người đừng quên like và subscribe kênh của Toyota Tây Ninh nhé.